thịt kho trứng, bí xào tôm. Hấp dẫn quá phải bốc một miếng. Rau tây, cơm trắng. Ủa, không hiểu gì cả. Thịt gì con nhỉ? Còn có miếng thịt cuối cùng thôi. Hết thịt rồi nhá. Ăn đến quả tiếp theo nhé. Đến món trứng kho nào. Uống nước đi không là nghẹn đấy. Ồ, may quá xích thì nghẹn. Đây là tôm xào với rau ư? Xin phép được cho bố nhé. Vì Ori rất ghét ăn rau nên cho bố bằng hết rau thì thôi. Bây giờ mới đến món sở trường của Ori đây này. Mặt này đang chăm chú xem mẹ cho bao nhiêu đây. Mẹ ăn thuốc cà phê à? Vâng ạ. Thổi thổi cho mọi thế nào. Đón ăn hết rồi ạ, mẹ ạ. Vâng ạ. Nhà Ori chào cô chú nhé.